Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nội dung vi diệu Pháp hôm nay mời đại chúng tóm lược và thọ Chúng ta đến với nội dung tóm lược và thọ Ở trang số 120 Đầu tiên, chúng ta nối tóm lược và thọ. Nối tóm lược và thọ. Vậy thì thọ nghĩa là gì? Rõ ràng chúng ta thấy khi năm giác quan của chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh, thức khởi lên sự phân biệt hay là lúc bây giờ thức khởi nhận biết và lúc bây giờ chúng ta thấy giác quan ngoại cảnh nhận biết nó hiện hữu tồn tại tương tác ở trong một cái xác na đó ở trong cái đơn vị thời gian nhất định đó trong không gian hoàn cảnh nhất định đó thì bây giờ xúc có mặt phải không ạ à? và khi xúc có mặt thì lúc bây giờ thọ sinh ra như vậy thì chữ thọ ở đây chúng ta hiểu đó là gì? Đó là là cảm giác hay là cảm thọ hay là cảm giác. Mọi người chúng ta hiểu cách nào cũng được, cảm thọ, cảm giác. Có một số nơi người ta dùng chữ là sự cảm kích, cái này nó không có đúng. Cảm kích nó là sự ngưỡng mộ tinh thần. Tất nhiên trong đó nó cũng có cái cái thọ nhưng mà nó không phải miêu tả trong cái trạng thái này. Trạng thái này là cảm thọ. Cái cảm thọ này á nó diễn ra đầu tiên trên năm giác quan một cách tự nhiên. Ví dụ như có mắt xin lỗi có có hình sắc thì mắt nó nhận biết. Có âm thanh thì tai nó nghe. Cái nhận biết này, cái thọ này nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. và ở trong ở trong một cái pháp nó hiện hữu thì chúng ta thấy theo câu xá có liên tướng tới chỗ này thì chúng ta thấy một pháp hiện hữu nó cần ba yếu tố ba yếu tố yếu tố thứ nhất là hạt giống yếu tố thứ hai là môi trường và yếu tố thứ ba là điên đảo tác ý có đúng vậy không hả nếu như có môi trường có điện đảo nhưng mà không có hạt giống thì không thực khởi được nhưng khổ thay hạt giống bất tịnh ô nhiễm trong tâm chúng ta thì có vô lượng và ở trong cái hoàn cảnh môi trường chúng ta thiếu sự phòng hộ cộng với điên đảo tác ý điên đảo tác ý tác ý ngược lại cái ngược lại với chân lý. Do đó cho nên một pháp khổ đau, pháp điên đảo nó sẽ xuất hiện. Ở đây chúng ta thấy rằng đặc tính thọ nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà ở trong một trường hợp nào đó, ở trong một trường hợp nào đó, chúng ta thấy rằng khi chúng ta có một cái ý chí hay là chúng ta có một cái cái như lý tác ý. Ý chí như lý tác ý. Chúng ta không có bị cái thọ đó nó dẫn dắt. Hoặc giả ví dụ như gặp một cái thuận cảnh thì chúng ta thọ vui. Gặp nghịch cảnh chúng ta thọ khổ. Nhưng mà có những trường hợp, có những trường hợp người ta có ý chí người ta không có bị nó lôi kéo theo hoàn cảnh thí dụ thí dụ như là có một lần đức thế tôn cùng với tôn giả a nan đi khất thực Ngày sáng sớm có các chàng thanh niên họ xúm xít rất là đông xung quanh một cái hố tôn giả a nan hiếu kỳ lại nhìn xem thứ việc gì rồi thế tôn hối rằng này a nan ngươi xem cái việc gì vậy bạch thế tôn người ta đào lên ở dưới hố có một cái, cái cái cái, chung toàn là vàng và mọi người xem đó là trân bảo cho nên họ chuẩn bị chia ra thế tôn nói đó là rén độc đó là rén độc này a nan đó là rén độc vì sao bởi vì đôi khi chính tài vật nó dẫn dắt chi phối tâm con người và từ đó mà con người tạo ra tội ác cho nên ở trong một trường hợp nào đó đó là những điều nguy hiểm với người này mà không nguy hiểm với người kia hạnh phúc đối với người này mà khổ đau đối với người nọ có khi đó là an lạc cho người này mà là địa ngục cho người kia cái thọ nó diễn ra rất là phức tạp. Ví dụ như một người tu hành ly dục ly ác bất thiện pháp thì tất cả những tài vật nó là một cái, cái duyên nếu thiếu sự phòng hộ thì nó sẽ trở thành nó trở thành nhân tố dẫn chúng ta tới địa ngục. Còn ở đời đi tìm ra được nhiều tài vật hướng thụ năm dục thì ấy chính là nguồn hạnh phúc của họ vấn đề chân lý chúng ta chưa bàn nhưng cái thọ đâu là hạnh phúc đâu là an lạc vấn đề này nó tùy theo cái ý chí của con người cho thêm một thí dụ nữa có lần đức Thế tôn bị đờ bờ đạc đa bẫy đá lên xuống ở dưới núi linh Thứ trên con đường ngài đi khắc thực về hình như là ngang chỗ núi Linh Thứ mà chúng ta đi hành hương đó qua khối cái cầu đi vô và lúc bây giờ Đờ Bà Đạt Đa lợi dụng cái tình cảm anh em với tôn giả A Nan thành ra mới ở chỗ đó làm sẵn một cái bẫy đá để khi Đức Thế Tôn đi bộ khắc thực đi ngang qua thì ông ở trên ông ông làm cho đá nó lên giống như chiến tranh nữa đổ xuống để mà vùi lấp Phật nhưng mà kinh điển đại thừa nói rằng thần kim cang đã ngăn chặn chỉ có một cái miếng mảnh nhỏ rơi trúng trúng chân của Phật làm cho chân Phật chảy máu thì ngay khi chảy máu thân thức của ngài cái thân thức thanh tịnh đó nó phát khởi thọ đúng không hả? và nó có xúc mà chảy méo thì phát khởi thọ và cái thọ này là cái thọ đau thọ đau đớn nhưng ở trong kinh điển thế tôn có miêu tả là ta trong trạng thái đó ta luôn phòng hộ ta luôn phòng hộ và cái sự phòng hộ như là một quán tính là một thói quen và do vậy như phòng hộ cũng như không phòng hộ tức là sự phòng hộ dày kín nhé và khi mà xúc thọ làm cho cho chảy máu xúc sinh ra nếu như phàm phu chúng ta sẵn với tập khí ô nhiễm thì thọ sân thọ khổ hay thọ phiền não nhưng mà lúc bây giờ Phật chỉ có là thọ xá tức là cái thọ xá nó nổi lên nó chiếm ngự nó chiếm ngự ngay cái trạng thái đó cho nên phiền não không thể sinh khởi như vậy thì ở trong cái công đức tu tập vô lượng kiếp Thế Tôn đạt đến cái chỗ là xã viên mãn Do vậy cho nên không có cái pháp khổ nào xâm nhập tâm của Ngài được Mà các pháp khổ thường nó dựa ở trên thọ Để nó hiện ra tác dụng Thấy điểm này không hả? À? Trong đời sống hàng ngày Sâu giác quan chúng ta Xúc những cái xúc nghịch rất là nhiều chúng ta thiếu sự phòng hộ, chúng ta rất dễ sinh phiền não và đa số chúng ta đi tìm cái thọ là để tìm cái hí ở trong đó. cho nên trong hàng ngày ở cõi này à, khổ nhiều vui ít nhưng mà ít nhiều gì cũng có thọ hí và chúng ta tiếp tục chúng ta thấy rằng cái thọ đó như thế nào, cái thọ đó như thế nào. Phân tích ra chúng ta thấy trong cái thọ nó đến từ hai trạng thái. Một trạng, xin lỗi, hai, hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện vật chất. Phương diện thứ hai là phương diện tinh thần. Đối với một số người nào đó thì họ họ thọ được cái tài vật sung túc ở trong tâm của họ nó sinh ra hạnh phúc. Nhưng đối với một số người nào đó Tài vật đối với họ trở nên là cái món dưng dưng Họ không có hạnh phúc ở trong tài vật Mà họ hướng tới một cái thọ của tinh thần Thành ra do vậy chúng ta thấy Có nhiều người sống đầy đủ sung túc Nhưng mà tâm của họ vẫn cứ khổ Đó là cái vật chất đó Nó không có, có tác động Nó không có tác dụng Đối với cái tâm thọ của họ như vậy thì thưa các vị ở đây chúng ta hiểu cái thọ đó nó như thế nào cái thọ được chia nhỏ ra thì chúng ta thấy cái thọ nó đến với nhiều nhiều cảnh khác nhau chẳng hạn như là nó đến với trạng thái là thọ khổ hay là thọ lạc ví dụ như trạng thái thọ lạc đó, nó cũng chia nhiều khía cạnh có những cái trạng thái chẳng hạn như là cái cảm giác trên thân của chúng ta ở trên năm giác quan, rồi những cái hoàn cảnh vật sắc nó đầy đủ, thì cái kinh nguyên nó đưa đến thọ an lạc cũng có. hoặc hoặc là cái đối tượng mà mình đi tìm kiếm để tâm sinh thọ đó nó có mặt thuận ý trạng thái này chúng ta thấy đó là là cái là là cái đối tượng mà thọ nó phát khởi, còn À, hay là thọ chính là gì? À, hay là có một số cái cái tâm thọ đó thành là cái môi trường nó là cái duyên phát khởi hạnh phúc thoát khỏi phiền não, hay là cái thọ nó đến cái trạng thái là là thọ bất động như là niết bàn. trạng thái nói tới thọ bất động thì làm sao thọ bất động làm sao thọ được phải không? nhưng mà an trú ở trong sự bất động đó là một cái một cái loại thọ của vị a la hán. Cho nên diệt thọ tướng là diệt tất cả các loại thọ của phàm phu. Nhưng tâm của các ngài lúc bây giờ ở, thọ ở trong hiện pháp lạc trú và bất động. Vì vậy cho nên các A-la-hán luôn có hạnh phúc. Trừ A-la-hán độn kênh thì lúc bây giờ họ thọ ở trong lợi đất danh, danh vọng và cung kính nhiều. Nó xâm hại khiến cho... À, hiện tại lạc trú của họ không có hiện tiền tự tại. Còn vị a à la hán lợi khen thì đối với đối với à, thọ lợi đất danh vọng cung kính nó không chi phối được. Cho nên các ngài luôn có sự tự tại trong hiện pháp lạc trú. Các vị nghe hình dung được kịp không? À, còn một loại nữa, chẳng hạn như một loại thọ nữa là đó là gì hàng? Đó là thọ khổ. Một loại như là thọ khổ thì chúng ta thấy khổ chúng ta định nghĩa nó là một cái cảm giác đau đớn phiền não và cái cảm giác đau đớn phiền não này nó đến từ đâu thưa tôn miêu tả nó đến từ tám cái trạng thái mà chúng ta quen gọi là bác khổ đó là là sinh già bệnh chết sống chung với người mà mình không ưa hoặc là xa lìa người mình thân yêu, hoặc là không đạt được điều mà mình mong muốn và cuối cùng là cái khổ của năm thủ ứng. có một số nội dung khác thì thế tôn chia cái phần uh, khổ do bệnh này ra tại vì có những lúc chúng ta không có bệnh nhưng mà giả như chúng ta không có bệnh thì chúng ta vẫn bị một số cái khổ khác chi phối chẳng hạn như sự phiền muộn, âu sầu, thất vọng, đau đớn, tha tán chẳng hạn như vậy, à, ta, tháng, chẳng hạn như vậy. thì những cái khổ này là những cái khổ mà nó nó nó, nó thuộc vào cái gì hả? nó thuộc về tinh thần chẳng hạn như là phiền muộn này hay là âu sầu thất vọng là cái khổ về về tinh thần còn đau đớn ta tháng Cái khổ do nó mất mát Như về vật chất đó Cho nên nó sinh ra những cái trạng thái Đau đớn thọ khổ Được chưa hả Còn một cái loại thọ thứ ba Mà chúng ta nhớ Đó là thọ phi khổ phi lạc Trạng thái thọ này Tức là cái cảm giác nó trung tính Không buồn không vui Mà thường thường Cái cảm giác không buồn không vui này á tâm của nó thường hay là duyên tới cái trạng thái si ấy. Si. Ở trong đó chúng ta thấy nó cũng chia làm nhiều loại khác nhau. Nhiều loại khác nhau đó là những cái cảm giác chẳng hạn như xá, nó cũng là cái cái lạc thuộc cái loại si đó. Nó xá. Nhưng mà cái trạng thái là cái trạng thái là 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 lãnh đạm. Thọ cái trạng thái tháng nhiên tới mức là lãnh đạm. Tức là thấy người ta khổ đau Mình cũng không có uh, khởi tâm gì Thấy người ta phiền não Mình cũng không có xót thương gì Giống như mình bị uh, chay lì Bị, bị chai sạn trong cảm xúc vậy đó Đây gọi là trạng thái lãnh đạm Trạng thái đó thường thường Nó là cái khổ do tâm bất thiện đưa lại Và loại này nhé, là do vô minh xúi dục nếu như trong tâm chúng ta có trí tuệ thì cái trạng thái đó nó không thể có mặt cho nên cái trạng thái lãnh đạm chay lì này cái trạng thái này là nó duyên với vô minh mà xuất hiện còn những cái trạng thái khác nó tháng nhiên là cái trạng thái thanh thản do chúng ta quán vô thường thì nó cũng là tháng nhiên nhưng mà nhưng mà nó không duyên với vô minh nó duyên với trí cho nên chúng ta đạt đến cái chỗ là thanh thản. Trạng thái đó, toàn thân tâm mình nó quân bình. Thấy một người kia, một người thân họ mất đi, nhưng chúng ta hiểu cuộc đời vô thường do cái phép quán diễn ra hàng ngày. Thành ra giờ đây chúng ta tiếp nhận cái thông tin, chúng ta không có bị nó xúc não, không có cảm thấy bị sốc, mà chúng ta vẫn biết rằng chuyện gì xảy ra nói nôm na chúng ta hiểu rằng ở trong các cái loại thọ thì nó có thọ lạc, thọ hí, thọ khổ, thọ ưu và và thọ xá được chưa hả? Rồi chúng ta trở lại với cái nội dung chính mà chúng ta bàn đó là gì? Đó là các thọ thọ lạc, thọ khổ, thọ hí, hí, thọ ưu, thọ xá câu đầu tiên chúng ta thấy rồi phải không? Chia làm hai loại Xin lỗi ba loại là Thọ lạc, thọ khổ và thọ không khổ không lạc Hoặc là Chúng ta chia làm năm Đó là thọ hí Thọ ưu, thọ lạc Thọ khổ và thọ xá Thọ xá là một trạng thái Tâm quân bình đó. Bây giờ chúng ta đến tới cái mục số ba Chúng ta thấy Ở trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Lý thuyết ngày chúng ta tóm tắt như vậy. Ở trong đời sống tu học, chúng ta làm những cái việc thiện lành, tức là chúng ta tạo ra cái tác dụng thiện lành. Hãy có tác dụng thiện lành Thì nó chiêu cảm lại nội tâm của chúng ta Bởi lẽ hành vi thiện lành của chúng ta Phát khởi từ tự tâm Chúng ta liên tưởng tới ba hành nghiệp của thân ngữ và ý Hành nghiệp của thân phát khởi từ hơi thở Hành nghiệp của ngữ nó phát khởi từ tầm và tứ hành nghiệp của ý nó phát khởi từ đâu từ tướng và tư tướng và tư được dẫn dắt bởi thánh giáo bởi thánh đạo bởi những khái niệm được chỉ dẫn ở trong ở trong gọi là ngữ biểu sắc giới hay là biểu ngữ biểu ngữ về giới chẳng hạn như một ngày một đêm không sát hại chúng sinh hoặc là nguyện suốt đời không sát hại chúng sinh những cái ngôn ngữ như vậy nó là biểu ngữ nhưng nó tạo ra cho trong trong dĩ trong tướng và tư của mình một cái loại gọi là vô biểu sách tức là sách không thấy sách vô biểu sách không thấy nó tạo ra một cái ranh giới ở trong đó cho nên gọi là vô biểu sắc giới, thành ra trong cuộc đời hành hoạt gặp phải duyên, à, có thể chúng ta tạo ra nghiệp sát, nhưng mà vì vì cái vô biểu sắc này nó ngăn chặn chúng ta. Ví dụ như một người không có thọ giới, họ thấy đàn kiến mà à, bò bò vô ở trong cái xin nước, nhiều khi họ xả nước cho trôi đi họ lâu chùi sạch sẽ lại xong mà họ thấy đó là những thứ phiền phức nhưng mà một người thọ giới bất sát thì chúng ta tu tập lâu ở trong từ cho nên chúng ta tưởng hữu tình là một chúng sinh mà chúng sinh đó bị nước trôi vào ở trong một cái môi trường mất mạng nếu như chúng ta thì có lẽ chúng ta thọ cái khổ cái kinh hải vì không có muốn cái hành vi thiếu cẩn trọng gây tổn hại cho hữu tình thiếu phước này mà chúng ta dùng chút thời gian nữa để mà dọn dẹp nó rồi chúng ta mới có cái phương tiện an ổn cho mình à, ví dụ vậy thì cũng là từ tâm nó phát khởi từ tướng và tư nó phát khởi và thân của chúng ta với những động tác hít thở co duỗi để chúng ta thực hiện cái hành động đem một cái con kiến ra đến một cái chỗ nào đó phù hợp cho nó sinh sống như vậy thì từ thân miệng và ý như vậy nó hình thành một cái hạt giống ở trong tâm, hạt giống này là hạt giống thiện. Còn chúng ta nhìn xem ví dụ như thân của Phật được kết tinh từ ba từ vô lượng công đức trang nghiêm à, mà những công đức đó là công đức tu trì trong vô lượng kiếp mới thành tựu. Và từ kim thân thanh tịnh đó à, lưu xuất ra vô lượng chánh pháp nhưng đề bà đạt đa lại khởi cái ý nghĩ là muốn gây tổn hại cái cái duyên sinh ra chánh pháp đó chỉ có tướng nhà tư điên đảo mới kem thù đức phật còn tướng nhà tư chân chính thì lại làm sao kem thù được phải vậy không hả à? ừ. như vậy thì tướng nhà tư điên đảo và bắt đầu là lời nói xúi dục a à, xà thế hoặc là bày mưu tính kế sau đó rồi bản thân của mình hành động dùng cái hơi thở và tay chân cứ động để mã làm hại phật tất cả tiến trình này nó phải được diễn ra trước khi cái tác dụng hại phật sinh ra do vậy cho nên những hạt giống đó đã được gieo rắc ở trong thân ngữ và ý của đời bà đạt đạt và chính cái hạt giống bất thiện đó nó 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 phát khởi mạnh mẽ cái tác dụng của nó khiến cho thân kinh của ngài không thể duy trì trên mặt đất hướng được chút phước báo mà phải bị chìm vô ở trong hoàn cảnh lửa dữ để cho thân thức là cái các thức nó chịu sống ở trong cảnh lửa cháy chúng ta có thể hình dung được cái cấu trúc hình thành nhân và chiêu cảm kết quả chưa hả? Vì vậy cho nên tạo ra bất cứ cái nhân thiện hay nhân ác nó cũng phải bằng trong suy nghĩ của chúng ta. Bằng cái hơi thở chúng ta hành động và bằng cái lời nói của mình để mà dẫn dắt. Ví dụ như mình làm một điều thiện thì mình mình làm, mình lẳng lặng mình làm mà dĩ nhiên mình làm thì mình phải hít thở cho nên cái cái hơi thở ra vào nó tạo ra cái thân nghiệp thanh tịnh đem đến cái hành động bố thí đó và thứ hai cái ý nghĩ của mình nó, nó nó sôi đường dẫn dắt với giúp cho cái việc làm tiến trình của nó diễn ra nhưng mà miệng mình không nói gì cả cho nên cái lợi ích là lợi ích chỉ chính bản thân của mình và cho người nhận kia thôi Còn một người họ vừa làm họ vừa nghĩ, mà họ vừa thuyết phục người khác đi làm theo cái ý nghĩa này thì ngưỡng nghiệp đó là ngữ nghiệp thanh tịnh cho nên nó chiêu cảm ba phạm vi phái hòa à? ba phạm vi mà do ba phạm vi như vậy cho nên thân ngữ và nghiệp nó sinh ra phước nhanh hơn và cái tác dụng của phước nó rộng rãi hơn là ý nghĩ và việc làm mà thôi hiểu chưa hả? À. À, ví dụ như chúng ta bố thí một cái gì đó thì là bố thí nhưng bố thí pháp là bố thí tối thượng. Tại sao tối thượng? Bởi vì ví dụ như chúng ta xây dựng đại học Sakya Buddha, chúng ta làm cái phương tiện để bố thí pháp và mọi người à, ở trong đó học được Phật pháp à, thông qua các vị các vị lan tỏa Phật pháp cho người thân và trong gia đình của mình, rồi tiếp tục là từ đời này sang đời khác cứ thế tiếp nối. Cứ tiếp nối tiếp nối đi thì chúng ta nghĩ xem cái công đức mà chúng ta tạo ra trong ngày hôm nay nó sẽ như thế nào hiện bây giờ đương nhiên là chúng ta đang thọ cái cái cái, 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 cái hoàn cảnh nhọc nhằn à, nhưng mà rõ ràng cái Phước báo chúng ta nó lan tỏa ra bằng một cái công cuộc hoành Pháp à, đây gọi là là bố thí pháp bố thí Pháp là bố thí tối thượng vì vì sao? Bởi vì chỉ có Pháp nó mới dẫn người ta tới Niết Bàn. Còn cho dầu đưa bao nhiêu cơm gạo sung túc chừng nào à, đem cả vàng vàng ngọc như là núi tuyết sơn đem ra bố thí cả khắp thiên hạ thì nó cũng đi vào chỗ tàn lụi mà thôi. Thành ra nó không bao giờ bằng bố thí Pháp được cho nên chúng ta hiểu như vậy là vì sao nó như vậy chứ không không thể nói ta tự ý ta đặt cái pháp cao hơn cái kia được nhưng mà chúng ta hiểu cái tương tác cái tác dụng của nó như thế nào bởi vì tất cả những loại này nó diễn ra ở trên cái tâm thọ đấy như vậy thì ở đây nói rằng là có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc cái tâm quả thiện là cái công đức thiện mà chúng ta tạo ra trong cái công đức thiện đó ngày hôm nay chúng ta hướng cái môi trường thiện và cái môi trường thiện này á là nó luôn luôn nó liên kết với cái trạng thái thọ lạc. Ngược lại thì sao? Đó là tâm quả bất thiện cho nên khiến cho thân thức nó liên hợp với nó liên hợp với gì? Với thọ khổ. Người xưa nói rằng À, trong bụng làm những cái việc xấu xa tối ngủ nghe chó sủa không yên phải vậy không hả à? người ta gọi là có tật giật mình à. mà mình phải hiểu là người ta nói câu trước và câu sau nghe không chứ không nói rằng thấy người ta nó nghe chó sủa mình ngủ không yên là tức là là, là 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 có tật là xấu xa Tại biết không người ta đang báo vợ tài sản của hồi sao à. cho nên à ở đây cũng vậy các vị thầy làm việc cả ngày lẫn đêm à, không có dám mà thối thác và lơ là cho ai chẳng hạn như buổi tối một hai giờ sáng nghe bên à, mini santana à, chó nó sủa cái tiếng sủa lạ tiếng sủa như là tiếng sủa đe dọa và tấn công mình cảm nhận được cái tiếng sủa khác thường thành ra cũng không có dám nằm yên phải dạy cầm cái đèn pin đi qua đi qua xem thứ chuyện gì quả thật có khi hôm lết nhảy vô hàng rào có những trường hợp là họ, họ hành hung chó nữa hành hung chó hoặc là có những trường hợp là họ đột nhập họ phá cái này cái nọ đấy thành ra mình chịu trách nhiệm mà cho nên là phải đi một chút mà thấy cũng có người là họ thấy mà họ thấy mình cứ xuất hiện bất thần như vậy cho nên họ không dám Còn nếu như mà họ xuất hiện theo cách đó Mà thấy mình im lặng Chó thì mặt chó không có người gì hết Thì nó sẽ quen Nó quen rồi Một ý nghĩ thôi Nó nảy ra Bắt đầu là nó làm hại cho sinh hoạt tự nhiên của mình Thành ra trong những trường hợp như vậy á, Thì chúng ta thấy Làm việc cả ngày cả đêm đó quý vị Cả ngày cả đêm mà Không biết rằng sức khỏe nó có chịu đựng được lâu hay không Nhưng mà À, ban ngày thì mọi việc hướng dẫn cho đại chúng thối lại thì cũng giống như hơn một anh bảo vệ nữa. <laughs> à, này... nhưng cho nên tại nó có khi tại nói tại nó có nhiều phật tử có khi buồn trách thầy thầy không biết là các vị buồn trách chỗ nào các vị thứ đặt một cái thân can của một con người à, tồn tại trong một cái môi trường như vậy tồn tại được mấy ngày nhưng mà cũng cũng buồn trách này nọ Tại vì sao? Bởi vì cái tâm thọ cái gì đó, thọ cái gì đó mà không hài lòng Phật ý đó, cho nên nó tự sinh ra thôi, chứ không phải là từ cái duyên của Bồ Đề Phật Quốc. Chúng ta hiểu chưa hả? Thành ra khi chúng ta chiêm nghiệm các loại thọ, nhưng mà các cái thọ đó là thọ tâm quá bất thiện, nó sinh ra thọ khổ này là căn bản là do cái tâm của chúng ta ở trước đó, cái hạt giống trong tâm của chúng ta nó trước đó, nó chứa sẵn rồi. Bây giờ cái duyên nó không có gì hết, nhưng mà tâm ta nó vẫn sinh ra ưu phiền đến mà chúng ta có đới không à đúng như vậy phải không rồi tiếp theo chúng ta thấy có 62 loại tâm đồng phát sinh cùng với thọ hỷ thọ lạc rồi thọ khổ rồi phải không bây giờ tới thọ hí thì nó có 62 loại tâm Ở trong này giải thích rằng 18 loại tâm thuộc dục giới. Cái này các vị tra cứu lại nghe. Không? Tra cứu lại các tâm thuộc dục giới là tâm gì. Rồi các loại tâm này là cái gì hả? Chẳng hạn như là bốn tâm nó bắt nguồn từ từ kênh tham bốn tâm nó bắt nguồn từ kênh tham đó là tâm gì có một tâm nó bị suối nó nó, nó dục cái tâm bị suối dục mà cái tâm đó nó kết hợp với hí à, nó nó liên, liên kết hợp với hí mà hí chàng thái là hí này là liên hợp với tà kiến chúng ta hình dung được không hả Ví dụ như trong tâm chúng ta à, Chúng ta ví dụ như thế này Con chim nó đang bay ở trên trời Cái là chúng ta lấy súng đi săn Chúng ta bén một cái Và chúng ta nghĩ rằng á Là cho nó chết rơi xuống Đó là chúng ta thể hiện được cái tài thiêng xã Cái trạng, trạng, thái này á là có phải tà kiến không? À, sao lại vui gì lạ vậy cuộc sống của hữu tình tự nhiên của nó tại sao muốn cho nó chết để cho mình thoáng qua một cảm giác vui một cảm giác vui thoáng qua của mình nó giá trị là bao so với mạng sống của một con vật nhưng mà đó là niềm vui đây chính là một loại tà kiến và tà kiến này nó có sự xúi dục nó có sự xúi dục là họ nghĩ rằng như vậy là vui với một luận lý nào đó là vui họ có lòng từ ở trong con người thôi hoặc là một số loài vật nào đó mà họ quy định thôi còn một số loại thì họ 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 không có sao hết họ giết bình thường cho nên cái lòng từ hướng tới con người và một số vật mà xã hội quy định còn ra khỏi đó thì người ta vẫn sát như thường hiểu không hả cho nên trạng thái đó thì chúng ta vẫn xem đó là tà kiến mà nó bị xúi dục và đạt được hành vi của mình thì niềm vui xuất hiện cho nên cái thọ này á là nó thọ nó có hướng tới hí nhưng mà nó bị xúi dục bởi tà kiến được chưa hả? Còn một cái lỗi tâm thứ hai nó dựa trên nền tảng của tham hướng tới là là hí tham hí đó nhưng mà nó nó, nó 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 luôn luôn là kết hợp với tà kiến nhưng mà nó không có bị số dục. Tại sao nó không bị số dục? Tại vì nó hành động theo thói quen rồi. Nó làm ác, nó làm hại theo thói quen rồi cho nên nó chẳng cần phải số dục nữa. Còn làm lần đầu thì nó phải bị số dục. Còn lần sau đó thành thói quen rồi hiểu chưa hả? À. Rồi cái loại thọ thứ ba đó là là cũng là nền tảng của tham hướng tới hí, à, cái tâm nó không có bị số dục nhưng mà nó không có bị tà kiến. Còn loại thứ tư là loại bị số dục, nó liên kết hợp với nó sinh ra hí ở trong cái phạm vi của thọ hí nhưng mà nó không có bị tà kiến suối dục. Cho nên chúng ta hiểu bốn cái loại tâm ở trong đây ghi như bốn tâm bắt nguồn từ khen tham là chúng ta hiểu như vậy bốn tâm bắt nguồn từ khen tham đó là một loại không bị xúi dục liên kết với hí và tà kiến còn một loại là bị xúi dục liên kết với hí và tà kiến còn một loại là không bị xúi dục liên kết với hí và không có tà kiến và một loại nữa là bị xúi dục kết hợp với hí và không có tà kiến hình dung được chưa rồi tới 12 12 tâm đẹp thuộc dục giới rồi hai, hai loại đó là hai loại nữa là là tâm suy đạt và tiếu sanh tâm hay là tâm làm mỉm cười nguyên cái vế này thì chúng ta thấy nó có hết thể là bao nhiêu là 18 tâm phải hồng 18 tâm nó hoạt động trong nền tảng của hí hướng tới hỷ, xúc hỷ, thọ hỷ. Và khía cạnh thứ hai, đó là 44 loại tâm như là cao thượng hay là tâm siêu thế, nó liên kết với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. tức là bốn bốn thiền, thiền rồi bốn cái quả bốn thiền quả đó bốn cái quả của thiền à, rồi bốn loại thiền hành và ba mươi hai tâm siêu thế như vậy thì ở trong sơ thiền nhị thiền tam thiền và ba mươi hai tâm uh, siêu thế thì chúng ta có được là bốn mươi bốn tâm mà bốn mươi bốn tâm này á uh, nó phát sinh trạng thái hỷ nếu được chưa hả đó là trạng thái mà chúng ta thấy nó khó hiểu phải không hả à? Cho nên nói tới à, à, Đầu tiên là chúng ta chẳng hạn như là thọ lạc Thì thường thường là do cái quả thiện sinh ra Rồi thọ khổ là do cái quả bất thiện Mà nhân của nó là chúng ta tạo trước đó Còn đến thọ hí thì nó có là 62 tầm Tiếp nữa chúng ta thấy Có hai loại tâm liên hợp với sân đồng phát sinh cùng với một cái tâm đó là thọ ưu ưu tức là ưu phiền ưu sầu thấy người ta đang ưu sầu biết người ta có cái gì đó khó chịu trong lòng sân ở trong lòng nếu như không có không có sân thì sẽ không có ưu sầu mà sân thường hay phát khởi với trạng thái xúc nghịch tức là năm giác quan tiếp xúc với nghịch nghịch cảnh phi lý đảo điên nghịch cảnh phi lý đảo điên nó dựa trên chánh lý hay là dựa trên tà kiến nếu như mà chúng ta chúng ta đang sống trên quan điểm của tà kiến mà đưa ra chánh kiến thì chúng ta biết nó vẫn làm cho mình sao hiểu chưa hả cho nên khi nó xúc nghịch thôi, chưa nói là là cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà có cái trạng thái xúc nghịch diễn ra thì sân sẽ có mạch. Hình dung được không? À. Rồi, chúng ta thấy rằng là chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân đồng phát sinh cũng thọ ưu. Đó là tâm gì? Đó là một tâm không có bị xúi dục Nó liên hợp với ác ý Và một loại tâm là bị xúi dục Liên hợp với ác ý Hai loại tâm đó Nó đỡ lại cho chúng ta Thọ ưu Tiếp theo Cuối cùng đó là thọ xá thọ lạc thọ khổ thọ hí thọ ưu thọ xá Đó à, chính là đặc tính của năm thọ thọ xá có mấy tâm hả thọ xá nó có 55 loại tâm đó là xấu bất thiện bốn vô nhân 12 tâm đẹp 3 thiền vô sắc giới 12 thiền vô sắc Và 8 tâm siêu thế Tổng cộng 55 tâm 55 tâm này nhé nó đồng phát sinh với thọ xã Đặc tính của nó như thế nào? Đặc tính chung của năm 55 nội tâm là, là gì? Đó là một tâm nó kết hợp với sự hoài nghi Và một tâm nữa là nó kết hợp với phóng vật Cho nên các cái loại tâm này nền tảng của nó căn bản chính là si. thành tham sân si là cội gốc là vậy đó như vậy ở đây chúng ta thấy có ba loại căn bản là khổ và xả còn nếu như mà nếu như xả tức là phi khổ phi lạc đó còn nếu như mà mà thêm nếu như nó năm năm thọ thì chúng ta phải thêm là hí và ưu nữa được chưa hả rồi trong nội dung này các vị có thắc mắc gì không có nếu được không à, hiểu rồi phải không hả à? chúng ta phân tích một số cái khía cạnh để chúng ta thấy những cái cảm giác thọ nó như thế nào nó diễn ra như thế nào trong các cõi khác nhau những điều này là những điều mà chúng ta thấy nó cực kỳ là vi tế cho nên quán thân rồi quán thọ quán tâm quán pháp mà không có hiếu rõ thọ nó là cái gì cái gì đặc tính của nó ra sao thì làm sao chúng ta quán à, trước tiên người học đạo của chúng ta ít nhất phát khởi một cái tinh thần là học hỏi thánh giáo của như lai bởi lẽ thánh giáo của như lai phát họa cho chúng ta một con đường một nhận thức ở trong tự tâm rồi ở trên con đường và nhận thức đó chúng ta tập như lý tác ý trên cơ sở như lý tác ý à, chúng ta vận dụng nó vào trong cuộc sống chiêm nghiệm từng phần từng phần trong quá trình vận dụng đó Nhìn xem cái lợi lạc của nó sinh ra trong từng giây phút như thế nào Và tất nhiên ở trong đó có những điều trọn vẹn và những điều chưa Và chúng ta phòng hộ trong từng giây phút như vậy Sửa suy nghĩ của mình, lời nói và việc làm của mình cho phù hợp với Thánh giáo của Như Lai Đây gọi là, là pháp học và pháp hành đi đôi với nhau còn nếu như chúng ta không có trâu dồi kiến thức, không có học tập mà chúng ta ngồi xét nhân ngã bí thứ của người ta. Chúng ta xét hoài xét hoài cũng quên quẩn ở trong năm thọ này mà thôi. Có đúng phải không quý vị? Chúng ta xét thọ người này, xét thọ người kia rồi mình cũng có thọ trong đó. Cũng giống như là một cái cái vở tuồng trên sân khấu với những câu chuyện mà chúng ta ngồi xem chúng ta xin cái cảm thọ theo vớ tuồng đó rồi vô thường tấn tốc chúng ta ra đi đây là những điều mà chúng ta đừng quên thầy chỉ có mong muốn quý phật tử và tất cả đặc biệt là người xuất gia cố gắng học giáo pháp nói ra cái gì phải suy nghĩ lời nói của mình cẩn thận nó có hợp hay chưa sự phán đoán nhận thức như vậy chính xác hay chưa nếu như mà chưa chính xác chúng ta dội dàng phán đoán nối là chúng ta sẽ sai Phải sai thì ngay chỗ đó chúng ta đã tâm mình đã, đã thọ cái gì? Cái điên đảo Một khi đã thọ điên đảo xuất hiện Thì lúc bây giờ cái quá khổ tương lai tiềm tàng nó sẽ khởi ra Cho nên quán thân 36 chất dơ bẩn Để cho mình ly tham Bắt đầu tôi quán thọ Thọ chỉ có ba trạng thái căn bản Lạc, Khổ và xá Khi chúng ta thọ lạc Chúng ta có xu hướng là duy trì cái lạc Thọ khổ chúng ta có xu hướng Là muốn viễn ly cái khổ Và khi chúng ta viễn ly lạc Nó vẫn qua xá Rồi mới tới khổ Hoặc là viễn ly khổ Thì nó cũng qua xá rồi tới lạc Hoặc là viễn, viễn ly cái khổ này Lại, lại gặp khổ kia nó chắc chồng trùng trùng duyên khởi như vậy chúng ta không biết đâu là đâu nhưng mà đời sống chúng ta thực sự chỉ có quanh quẩn bởi ba cái loại thọ khổ lạc và xá chỉ vậy thôi buồn khổ đi tìm kiếm hạnh phúc tìm có được thì chìm đắm chìm đắm cũng không thể chìm mãi ở trong đó pháp vô thường nó hủy hoại cho nên tâm xúc nghịch lại thọ khổ khổ lại muốn bỏ khổ cho nên đi tìm hạnh phúc tìm hạnh phúc á, có được thì thì ráng mà giữ nhưng mà nào là có giữ được đâu giữ không được cho nên cũng sinh khổ à, rồi khổ rồi rồi sinh lạc lạc sinh khổ cứ quanh quẩn với các cảm thọ như vậy nó mặc nó mặc nhiều áo khác nhau nó đến với chúng ta bằng chiếc áo của tiền tài của sắc dục của danh vọng ăn uống và ngu nghĩ nó đến với sáng trưa chiều tối nó đến với nhiều cái thời điểm khác nhau nhiều cái góc độ khác nhau chúng ta cứ nghĩ cứ nghĩ rằng là chúng ta gặp nhiều câu chuyện khác nhau nhưng mà suy cho cùng chỉ có ba anh này thôi còn chia rộng ra một chút nữa thì có hí và ưu cho nên là khổ lạc hí ưu xả thì hí ưu nó nhỏ ra một chút tại vì cái lạc nó trong đó là cái mức độ nó đơn giản hơn gọi là hí à. còn cái mức khổ kia là trong đó nó có sân, bản dáng của nó là là gì hả À, cái khổ bong giang nó là gì là ưu cái tàn dư của nó là ưu à, Sân như lửa bừng cháy lên và cái ưu của nó giống như là cái trò nóng cái trò nóng nó còn cái trò nóng đó là trạng thái tàn dư của sân nhưng mà nó quanh quẩn ở trong các cái tố chất là hỷ là khổ ưu xả các loại thọ này các loại thọ này nó y như là sống nắng nó y như là bột bóng nó như là mục nhọt nó đau đớn thống khổ chúng ta quán chiếu như vậy để tâm chúng ta không có sống ở trong ca cá thọ thực sự rất khó chứ không đơn giản đâu tại cuộc sống chúng ta luôn mong muốn mọi việc diễn ra theo ý của mình chúng ta đến chùa cũng mong muốn có cái ngôi chùa à, như mình muốn nhưng mà ý mình nay khác mai khác làm sao đâu làm sao biết giữa ý của mình được phải không ạ à? Cho nên đó là cái ý muốn mình nó cũng là, là vô thường thay đổi trong đó. Vì vậy cho nên từ chùa chiền cho tới ở gia đình, tới xã hội, nó diễn ra các cái cảnh trí đa thù, đa sắc Nhưng nó làm cho chúng ta cũng chỉ có quanh quẩn với năm cái chữ đó thôi. Khổ lạc, hỷ, ưu xã. Quán chiếu cái sự tấn tốc vô thường của nó thì chúng ta mới viễn ly được. Và chúng ta làm được cái gì? dùng cái thân can này tạo thêm cái nghiệp lành nghiệp thiện thì chúng ta nỗ lực còn nếu như chúng ta lơ là thì tự mình đánh mất đi cái thời gian của mình thôi a di đà phật hôm nay chúng ta dừng ngắn đây cảm ơn đại chúng đã lắng nghe phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối